Mùng 3 Tết, mở cầu phao thông hàng qua Trung Quốc. Sau thời gian nghỉ Tết, lối mở cầu phao tạm km 3+4 Hải Yên, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh thông quan trở lại. 173 tấn hàng hóa đã được xuất khẩu vào ngày mùng 3 Tết Nguyên Đán. Tính đến 10 giờ hôm nay, mùng 3 tháng 2, mùng 3 Tết Nguyên Đán Nhâm Dần đã có 74 xe hàng, 173 tấn của 10 doanh nghiệp. Cư dân biên giới đã làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc qua lối mở cầu phao tạm km 3+4 Hải Yên, Móng Cái. Các xe này chở tôm hùm, cua, ốc hương và chè khô. Các tài xế đi làm đầu năm và phải ở lại từ trước Tết để trong hàng hóa cũng được nhận lì xì may mắn đầu năm. Dự kiến, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Bắc Luân 2 sẽ thông quan trở lại vào ngày mùng 5 tháng 2. Trước đó, thành phố Móng Cái và thành phố Đông Hưng Trung Quốc đã hội đàm để điều chỉnh lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần và hoạt động thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn thành phố. Hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn thành phố Móng Cái đã kéo dài thời gian hoạt động đến hết ngày 31 tháng 1. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!